bài thơ gặp bạn hôm nay. Sau Quốc Tuấn là đến tác giả Quốc Hưng nhé. Do tác giả Quốc Tuấn, câu lạc bộ thơ. Vâng, xin được ghi là điều tác giả hóa tay để cổ vũ đầu tiên cho tác giả Quốc Tuấn ạ. Đã lâu lắm rồi không được gặp nhau, bạn yêu thơ ca thiết tha mong chờ, bởi dặn Covid hại nhân réo bao điều nhức nhối buồn đau. Bây giờ ta được gặp nhau thì nhân ơi đã tới đây cùng những nàng thơ, nghệ nhân ơi đã tới đây cùng những bài tình ca. Tình yêu thơ ca gắn kết chúng ta, tình bạn tình đời nồng ấm bao la. Khi tình yêu thơ ca cứ rào rào trong tim ta, sẽ thắm lại, sẽ tươi hoa, hương tỏa lan xa, sẽ như dòng sông miệt mài tuôn chảy cho đôi bờ cuộc sống mãi sinh sôi, sẽ cho ta phép màu kiến tạo nên kiệt tác của văn chương. Và những người yêu thơ ca cũng là những đoá hoa đẹp tuyệt vời, điểm tô thêm cho cuộc đời đáng sống càng thăng hoa. Xin cảm ơn.